Police Hàn với Nhật rất bênh vực người bản xứ, xem thường người Việt mình, còn Police Việt Nam welcome người nước ngoài và ưu tiên bảo vệ khách nước ngoài du lịch Việt Nam là an toàn nhất. Cái này em nói vậy thôi chứ anh không có cái gì cái cơ gì để phản biện hết em. Cái chuyện mà em nói là Police Hàn Nhật người ta bênh người người nước người ta, cái đó là con nói đầy cảm tính đúng không? Nó không có rõ ràng cho nó vô cái sự kiện gì. Thí dụ như bây giờ á, em có dám đặt mình là công tâm không? Thí dụ như em ra nước ngoài gặp người Việt Nam làm sai thì em đứng trên lý hay đứng trên tình? Đó, quan trọng là em phải xác định em đứng trên lý hay trên tình cái đó. Chứ còn bây giờ á, cái chuyện mà em nói du lịch ở Việt Nam là an toàn nhất thì câu nói đó cũng đúng thôi, không có gì phản biện hết đó, nhưng không có nghĩa là những nước khác nó không an toàn, hiểu không? Mình nói là Việt Nam là một trong những nước du lịch an toàn nhất thế giới, nói vậy là có tình có cảm, không ai bắt bẻ được, hiểu không? Đó chứ đừng có bao giờ có cái tư tưởng là gì của tao là số 1, của mày là rác, vợ tao là đẹp nhất, vợ mày xấu quá nhưng mà gặp vợ mày tao vẫn hứng hơn. Cái đó kỳ lắm nha, cái đó có kỳ. Em có giờ thấy thằng nào mà nịnh vợ mà cố không, mà tối ngày ăn nịnh vợ xong rồi nó đi ngoại tình không em? Ở ngoài thực tế em gặp cảnh đó chưa? Không, anh hỏi thiệt thôi, có thì nó có, không thì nó không thôi. Nó nịnh vợ mà cố luôn, về khen vợ đẹp quá trời đẹp mà cứ bãi nào nó đáp hết á. Du lịch Việt Nam gì an toàn lắm, thấy Tây qua làm homeless nườm nượp, Tây có thèm làm chuyện đó bên Nhật không ta? Ủa đó tao không biết, Hiền Nguyễn, anh không biết chuyện đó nha. Đâu em nghĩ coi, Tây có qua bên Nhật làm homeless không? Bạn em làm bên Nhật, bạn em làm bên Nhật bị chủ đánh, gọi police, họ biết là người Việt Nam, họ không thèm lại. Nếu lại thì mất 30 phút, xong rồi bảo không có gì về đi. Nghe thấy thảm thương quá mày. Chủ đánh luôn hả? Nhưng mà bạn mày làm gì bị chủ đánh? Bạn em làm gì có quậy phá gì không? Chứ mang Nhật mà nó đánh người luôn hả ta? Nhật tướng nhỏ xíu con cũng bính người đó hả em? Mẹ không biết hỏi cho nó rõ, tại thông tin của em đưa nó hơi thiếu thiếu. Anh nghĩ Hóc Môn quận 12 Củ Chi có được như Thủ Đức quận 2 quận 9 sáp nhập làm một không anh? Hên xui em. Cái chuyện đó là chuyện chính sách sao anh biết được. Vụ thuế đất 17 tuổi sốc với người có nhiều đất mà nghèo. Đất chỉ là tài sản thôi, ông đâu có thanh khoản đâu, ông đâu có cash flow đâu, nó chứ là gì đâu. Nói chung ở Việt Nam mà rất nhiều người tài sản là triệu phú, rất nhiều người luôn, xiền luôn, tôi đi làm ăn tôi biết mà, rất nhiều người tài sản quy ra là triệu phú nhưng mà đời sống rất là khổ cực vậy thôi. Tại vì tài sản nó chỉ nằm trong cái nhà, ngoài nhà hết, chả có gì hết, tiền ăn cơm còn thiếu lên thiếu xuống nữa, nó là như vậy. Và cái điều này chừng 50 năm nó hết rồi, chừng 50 năm nó hết rồi. Tại sao? Đơn giản thôi, Việt Nam nước nước đang phát triển thì nó sẽ phát triển theo những cái lộ trình và những cái gọi là những cái bước mà những nước phát triển nó đã đi qua. Phái đoàn ngoại trưởng vừa của Mỹ vừa qua thăm Việt Nam mình, anh Duy, anh đọc báo anh biết rồi nha. Nói chung tin tức anh nắm khá là nhiều đó. Dân hàng chạy qua mình làm càng nhiều liệu có tốt không sếp? Có em, dân hàng qua đây mướn nhà đồ này nọ, mướn khách sạn đồ, tạo ra cái sự giải quyết bài toán bất động sản đang bị đóng băng. Anh nghĩ sao về việc sinh viên sẵn sàng ăn nằm với giảng viên để qua môn? Cái chuyện đó là chuyện bình thường, mày mới đẻ hả? Đương nhiên chuyện đó nó không đúng, cái chuyện đó là chuyện nó không có đúng, mày hiểu không? Bây giờ để qua có một môn thấy ăn nằm nó lỗ quá, phải lại tiền cho ta nữa. Nhưng mà cái chuyện không đúng, nhưng mà xã hội này phải sống chung những cái không đúng. Ok, nó là những cái đó tồn tại âm ỉ và gọi là nó nằm ở trong cái thế giới ngầm. Mới đẻ ngày hôm qua sao thấy ngạc nhiên vậy? Hợp lý không em? Mấy em phải nhìn nhận cho nó rõ nha. Anh Duy nói cái đó là cái sai, cái đó là cái sai, nhưng mà nó vẫn tồn tại. Sao bên Việt Nam bây giờ sửa mũi nhiều quá, anh dòm không giống ai thì kệ mẹ chuyện người ta, mày ngứa nú hả Tài? Còn ở bên Mỹ mày bơm vú cho cái đống kìa, sao mày không nói? Má này nó nghĩ ra cảnh thiệt chứ ta, cái đó là bậy lắm nha Tài. Anh la em anh cũng mệt lắm nha Tài, anh cũng rất là mệt mỏi với em nha Tài. Bây giờ cái chuyện cái mũi cái ngực của phụ nữ mày cũng vô đây mày ngồi mày thắc mắc nữa hả mày? Anh nghĩ sao về những kẻ quay xe đâm lại đồng bào mình? Nó đâm sao em? Em phải nói rõ nó đâm sao mới được chứ, anh đâu biết đâm sao đâu. Chỉ em cách vay tiền ba má ra kinh doanh đi anh, em xin mãi không được. Thôi tha cho ba má đi mẹ ơi, ba má khổ thế mẹ rồi, mày còn lấy tiền của ổng bả nữa. Tao khuyên thiệt, khoảng giờ đàn ông trai tráng rồi, người ra đi đầu không quay lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy mấy em. Cha mẹ cho tiền ăn học là được rồi, còn bây giờ em đòi rỉa của ổng bả kinh doanh nữa, đuổi mày phèo cái ổng bả chết sao? Có nghĩ tới chuyện đó chưa mấy em? Anh thấy chơi game giải trí có giúp ích gì cho mình không anh? Tăng khả năng chém gió em. Ba mẹ em chỉ muốn em làm công ăn lương anh à, nhà cũng có tiền lắm mà không cho thì cho tài sản đúng không? Mốt về lấy vợ sinh con, ba cho tài sản thì thôi, giờ mặc cả với cha mẹ đi, vợ con lấy vợ cũng được nữa, chia tiền chia của cho con đi, rồi hai vợ chồng con lấy thì thử coi cha mẹ nói làm sao, rồi xong rồi lót tay thêm vợ cái nữa là thôi, giờ phần này của anh, em là vợ anh thôi chứ tiền cha mẹ là cha mẹ cho anh, em có phần có nó chịu không? Anh Duy có tin bị vong về ốp không anh? No, không bao giờ tin. Anh là Roman Catholic làm gì có chuyện đó. Anh Duy nhận định góc nhìn của anh, ngành bất động sản Việt Nam bao giờ hồi phục lại vậy anh? Mãi mãi. Trùng Khánh giờ ngang New York. 1 phút.
mấy cái tội mất dạy. Biết sao mất dạy không? Mày dám đạp lên đầu sang hai mày đi hả con? Đối với anh sang hai là số 1. Mày dám cà khịa, mày dám đá đẻo sang hai của anh là mày chết. Ông Trùng Khánh bây giờ đội đạp qua sang hai luôn. Sang hai đã chiếm đi bao nhiêu là ký ức tuổi thơ của bao nhiêu người Việt Nam, nó riêng và người trên thế giới nói chung, qua hình ảnh của Hứa Văn Cường, Phùng Kính Nhiễu đâu, lấy tuổi thơ biết bao nhiêu người rồi. Giờ mày đem mày bia Trùng Khánh, mày bia ngu, mày bia thì mày né ra, mày bia mày né sang hai ra phát. Em mà đấu với sang hai luôn mà chơi vậy, ai chơi được? Cái đó tôi kêu là chơi láo. Nếu mà em là người Mỹ thì anh sẽ không đam, nhưng mà em là người Trung Quốc thì anh sẽ lấy văn hóa Trung Quốc ra anh đam em. Tại vì văn hóa Trung Quốc nói chơi vậy là chơi láo. Sang hai Beijing vẫn là top trong thành phố phát triển bậc nhất châu Á. Gì tao đâu nói gì đâu, tao đâu nói gì đâu, tao chỉ không đồng ý là thằng kia nó dám lấy Trùng Khánh ra đá đẻo sang hai. Cái đó là không được, chơi là phải có trước có sau mấy, đúng không? Mà cái thời mà gọi là sang hai mà đánh đông dẹp bắc á, là cái thời mà gọi là phồn qua đô hội á, Trùng Khánh chỉ là ruộng nương anh gửi bạn thân cài thôi. Thượng Hải mới ngang New York, em nhầm, ngang về điểm gì đó, nói chuyện lịch sự là nó có đau đâm nhẹ nhẹ thôi, ngang về điểm gì theo em? Riêng về khoảng màu tím là Peking với sang hai số 1 thế giới, chỉ có dân chơi mới hiểu màu tím nó là gì em. Ngang về GDP ạ, rồi ngang về GDP thì 5 phút. Sang hai có thể không bằng New York nhưng hạ tầng thì vẫn ngang, hạ tầng ngang thì 1 phút. Hạ tầng ngang là 1 phút mấy em, 1 phút là tại vì sao? Nó nhìn con mắt nó thấy cũng đã, nhưng mà nó chưa đủ tầm phân tích và nhận định thì cho nó 1 phút tội nhẹ thôi. Sang hai chất lượng không Duy Nguyễn, chất lượng hay không phải so với ai nữa. Nói chung mà sang hai là top 1 của China. Đó, so vậy là công bằng là đúng. Vì Trùng Khánh nhiều người Hoa hơn New York, đúng nhận sai cãi, không thể cãi điểm này. Điểm là điểm không thể cãi. Sang hai với Hà Nội thì sao anh? Ăn Hà Nội em, mày so ác mày. Tao nói rồi, trong mọi sự so sánh trên đời, tha cho Việt Nam của anh nha. Mày phải tha cho Việt Nam của anh, để Việt Nam của anh vô là tức lắm. Sao không thấy ai ra so sang hai với Tokyo nhỉ? Châu Á thì so châu Á trước đi có ai hơn. Sang hai so Tokyo đấy, con khỉ khô ra so. Đúng không? Lấy gì ra so với Tokyo? Tokyo ta nằm ở cái tầm rồi, nhìn thành phố 40 triệu dân mà nó sập như quỷ như là biết dữ rồi, không phải giỡn đâu. Ít ra so với New York, còn lấy ở bên New York nó dơ, ở bên New York homeless đồ, xả lũ ngoài đường, khe đình đồ, ví dụ vậy còn ăn được. Chứ còn nếu mà sang hai so với Tokyo là thua, thì dòng cái xe không cách nào so được. Tại vì căn bản là gì? Châu Á trị châu Á nè. Đúng nhận sai khỏi cãi nha. Thằng nào chưa có tiền đi Tokyo thì nó ngồi nó cãi tới lắm, nó cãi ghê lắm. Nhưng mà khi mà nó lỡ nó có tiền nó qua tới Tokyo rồi, tự nhiên nó hết cãi à. Sang hai từ từ rồi cũng tiệm cận Tokyo và New York anh Di ơi. Này nay chị biết điều có được, tiệm cận thì là được nha, mà từ từ nữa được. Tokyo phải so với thành phố Hồ Chí Minh nha. Thôi bất giỡn đi mày ơi. Nhưng Tokyo có thể hơn cái gì, nhưng TV có thể hơn Tokyo về đường xá. Đường xá hả? Xin lỗi em. Lúc mà Tokyo phát triển hệ thống đường xe lửa đó mấy em, thì bên TV còn chạy xe bò đó, còn chạy xe bò mấy em, còn xe bò rồi xong xe người nữa đó, vậy đi. Rồi sau này á, TV học hỏi được cái hệ thống đường sắt, làm được cái hệ thống đường sắt gần bằng của Tokyo, và TV luôn lấy cái đó ra làm tự hào và ngạo nghễ. Còn giờ tiệc chiêu cuối lấy tiền chọi mấy em. Giờ anh già cả anh quên rồi nha, có thể cái kèo này thua nha. Mấy em chọi giùm anh cái giá trị sàn, giá trị tiền của sàn Tokyo với giá trị sàn của sàn sang hai bên nào nhiều hơn giùm anh một cái đi mấy em, cảm ơn. So với Berlin thì sao anh? Không so được em. Berlin nó có giá trị lịch sử, sang hai làm gì khỉ gì có. Đúng không? Bây giờ em hiểu là châu Âu nó là ăn là tiền ở giá trị lịch sử. Còn châu Á là gì? Là mấy cái nhà mới xây. Cái nhà mới xây thì không thể nào bằng được giá trị lịch sử. Nói em có coi cái vụ mà đại án của Vạn Thịnh Phát không? Nó có một cái biệt thự cổ, đúng không? Nó có cái biệt thự cổ trong vụ đó, thì em nghĩ ra bây giờ đổi ra bao nhiêu biệt thự mới để đổi lấy biệt thự cổ đó. Nên nói về châu Âu á, đừng có em mấy cái nhà cỏ là sao, châu Âu nó không ke nhà cỏ mấy ngộ vậy đó. Mà châu Âu nó làm những cái công trình mà cả thế giới nó ngoại cổ, mà có thể ngàn đời sau làm chưa được, mà ngàn đời hơi lố. Có thể là thời gian sau nó không dám làm mấy em. Nước Anh là nước đầu tiên phát triển hay gì nổ? Nước Anh nó chỉ nổ ra mấy cuộc công nghiệp thôi, chứ không phải nước Anh là nước đầu tiên phát triển. Nước đầu tiên trên phát triển là gồm những nước sau đây. Một là Hy Lạp nè, Hy Lạp nè, rồi Ba Tư nè, Lưỡng Hà nè, Ai Cập nè, rồi Trung Quốc luôn. Đó là những nước đầu tiên phát triển nè. Còn nói chung thì Anh là sau này thôi. Nhưng mà Anh với Pháp là hai cuộc cách mạng. Hai cuộc cách mạng gì anh già anh quên nữa rồi mấy. Một người đã đi hơn 20 tỉnh của TV và đi Tokyo không biết bao nhiêu lần, nghe câu đường xá TV hơn Tokyo thì nghe xúc phạm lỗ tai quá. Về vùng ngoại ô TV với ngoại ô Japan đi rồi biết. Nói chung mà TV anh chưa đi chưa biết, nhưng mà anh dùng về vùng ngoại ô của Japan rồi, đường xá nó cũng chuẩn lắm em. Tokyo Nhật thì anh đi nhiều hơn TV nha mấy em. TV thì anh chưa có duyên đi, anh coi video đủ rồi. Anh coi video mà anh thấy có một góc quay mà 100 thằng nó quay góc là tôi biết không có góc thứ hai rồi đó. Xin lỗi mấy em, mà nói chuyện hơi bị sốc mấy em, thông cảm nha.
giống như anh lên TikTok anh coi đó em, anh thấy có một cái video mà nó quay 100 thằng TikToker nó quay con góc một rồi, thì anh biết chỗ đó không góc thứ hai. À gì à, quả cách mạng tư sản Pháp chặt đầu vua Louis 16 chắc chưa có nước nào làm vậy phải không anh? Ủa đầy, trời ơi, mày qua mày hỏi thiên triều với thiên triều là trải qua bao nhiêu cuộc biến pháp này nọ kia, ra đi bao nhiêu cái đầu người nè. Anh nghĩ cách cứu sầu riêng cho O Huyền đi anh, không anh không có rảnh mà anh cũng chả ăn sầu riêng nè, ngọt quá. Anh ăn sầu chung không à? Sao giờ nhiều người thích đi Úc hơn đi Mỹ vậy anh? Thích cái móc mẹ Úc, Mỹ đi không nổi đi Úc thôi chứ tự nhiên mẹ vãi chưởng nhiều người thích đi Úc hơn đi Mỹ. Thôi nghe em nói sốc quá, để anh đi ấy nghe em. Vì ba người của ban nhạc của gì của một gia đình gì nhạc nổi tiếng ở Atlanta, Georgia bị đai trong một tai nạn máy bay hôm thứ Sáu, trong khi họ đang trên đường đến cái gì đó, đến Alaska. Em chỉ có điều kiện lịch trong nước anh ạ, à, chỉ cho em cho nào đáng đi ạ. Phượt hả? Phượt cái Đà Lạt đi. Đà Lạt là điểm để phượt rồi đó chứ phượt đâu nữa vậy? Bây giờ ở Việt Nam á đi phượt có hai chỗ đi, một là bờ biển, hai là núi, đúng không? Vậy thì biển á thì ở đâu tùy em ở miền nào nữa. Ví dụ như em ở miền Bắc á thì em ra biển Hạ Long, còn em ở miền Nam á thì em ra biển Vũng Tàu, biển Phan Thiết hết rồi. Còn miền Trung thì ra Nha Trang, Đà Nẵng rồi xong như đó được rồi đó. Còn núi á thì miền Bắc thì lên Tây Bắc Hà Giang, còn miền Nam thì lên Đà Lạt. Vậy thôi, đó là du lịch cho những bạn không có điều kiện đi phượt. Bà Rịa Vũng Tàu với Đà Nẵng thì nên phát triển sự nghiệp ở đâu tốt hơn sếp? Tùy em thôi, em thấy nào cũng vậy. Nhưng mà về Vũng Tàu thì em thấy có vẻ quy mô kinh tế nó ok hơn, còn Đà Nẵng thì thiên về du lịch nhiều hơn. Anh nghĩ sao về chủ nghĩa cực đoan hiện nay trên mạng? Rất nguy hiểm, cực đoan rất nguy hiểm em. Very, very nguy hiểm. Sao không cho nắp tóc lên tháp Eiffel quẩy cho nó sung để bà già 50, 60 tuổi biểu diễn xìu của anh? Mất dạy. Má mày nó mất dạy thiệt chứ mày. Mày dám đụng chạm gọi là diva Celine là mày chết rồi con. Nhỏ mà hổn, tát cái đầu mày giờ. Thì cái nhỏ mà nó hổn quá em. Mông Cổ chẳng qua có tài vừa cỡ ngựa bắn cung, thời đó biết khắc chế nên mạnh phải không anh? Không mày ơi, Mông Cổ sinh ra hên thôi má. Mông Cổ sinh ra cái thời mà thế giới nước nào cũng yếu hết á, không nghiên cứu lịch sử. Mông Cổ sinh ra cái thời nước nào cũng yếu hết á. Cái gì à, nguyên cái cabinet có 15 ông, không thấy phe đỏ ở đâu. Inflation 3% chắc nó liếm láp rồi. Thôi mày ơi, mày nói chứ mày muốn cãi được có số liệu chứ mày. Mày ngồi đó mày chắc với lép gì? Đúng rồi đời. Ở Mỹ không nói chuyện chắc với lép mà em. Ở Mỹ là nói chuyện bằng chứng nè. Còn không, nó không cần nói bằng chứng á, thì qua thiên thiêu gặp triển thiêu. Cha nội ven chơi đâm bang idol của anh chơi khịa phụ nữ hoài. Anh nói rồi, ông này hại Trâm đó. Anh hy vọng là cụ Trâm của anh tỉnh táo để sớm chia tay với thằng cha này, chứ thằng cha này không thể nào mang nghiệp lớn cho cụ được đâu mấy em. Anh chưa giờ đánh giá cao cho Ben này đó. Thật sự bạn anh, nhưng mà nói thôi ông ơi, ông đừng vô bước đường vô này. Ông học ra ông đi làm luật sư ông cãi lộn đi là được, hiểu không? Ông vô đây ông chơi ông vậy ông mốt đường lui ông chỗ nào nữa. Vụ đệ ông Trâm vạ miệng via đẹp rét lên báo. Không, thằng bạn tôi nó có vạ miệng đâu ông ơi. Thằng bạn tôi nói chuyện nó cố tình chứ nó có vạ miệng nha. Tôi hiểu bạn tôi lắm, thông cảm mà. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, bạn bè chơi nhau hết mình thôi chứ không cản được đâu mà. Vì Blinken học vị thế ok, hộ khẩu New York, vậy mà không ai tiến cử làm VP chán. Thì ai biết người nói gì, ta vậy tao nói sao vợ? Thì bây giờ là phía bên đen ta chọn bà Kamala Harris thì ta chọn thôi chứ giờ mày đem ông Blinken vô sao tao biết được. Đúng không? Đó là sự chọn lựa của tổ chức, đúng không? Nên chấp hành đi mấy em. Anh có nghĩ vụ Trump là chết hụt là dàn dựng chiêu bài của đảng Cộng Hòa không anh? Rồi trong vấn đề đó thì thuyết âm mưu này thì tỷ lệ thành công anh nghĩ chắc thấp thôi. Nó vẫn có hướng thuyết âm mưu này, nhưng mà nếu mà như vậy thì có thể là viên đạn bắn ra là có, đúng không? Nhưng mà cái vụ cái tay là ảo đó, chỉ có hướng đó thôi mấy em. Sao Biden rút gì anh? Tại vì ổng mong mỗi cái điều tốt hơn cho nước Mỹ mấy em. Anh ơi, đại cử tri bỏ phiếu bầu chỉ mang tính hình thức đúng không anh? Vì phiếu phổ thông đủ định rồi, căn bản là vậy nha. Trên lý thuyết nói chung á, căn bản là như vậy. Khi mà phổ thông đầu phiếu người ta đã quyết định rồi á, thì cái đại cử tri nó chỉ là hình thức thôi. Nhưng mà trong cái hình thức đó, nếu mà đại cử tri ngứa nú á, đại cử tri có quyền phản nha em. Đại cử tri có quyền phản. Nhưng mà trong lịch sử Mỹ chưa có phản nào làm thay đổi bản chất hết. Hiểu cho nó rõ chỗ đó. Chơi mà đốt cờ Mỹ vậy, ê đốt cờ Mỹ nó có luật đấy, cái vụ mà đốt cờ Mỹ có luật nha. Mà ông Trump ổng cọc quá, ông đòi hốt mấy đốt cờ Mỹ đúng không? Ông Trump ổng đòi hốt mấy đốt cờ Mỹ gì đúng không? Cái vụ đó là cụ Trump không có đúng nha mấy em. Cụ Trump anh nói chung là cụ Trump anh rất là cá tính mạnh mẽ. Nhưng mà cái cá tính mạnh mẽ của cụ đôi khi vượt trên luật. Phản là ghi tên người khác ngoài ứng viên hả boss no. Ghi tên người khác ngoài ứng viên là cái chuyện của mấy ông dân cu đen như quốc thôi. Còn cái chuyện của đại cử tri là người ta vote, người ta chọn. Ví dụ như bây giờ là đại cử tri của cái bang đó chọn bà Kamala Harris. Ủa lộn, dân của bang đó chọn bà Kamala Harris
Nhưng sau đó đại cử tri có quyền phản chọn ông kia. Đó, đó là có quyền nha. Còn cái chuyện có làm hay không là chuyện khác. Thì lúc đó đó là những người đại cử tri đó phải đối diện với sự phản ứng người dân. Người dân nói là ủa tại sao tôi chọn bà Kamala mà ông mà chọn Trump? Anh nghĩ hiện tại 64 nghiêng về bà Kamala hay vẫn cân kèo? Ở đâu ra 64? Không có 64 đâu. Là nói chung là nhỉnh chút đỉnh thôi à, nói chung vẫn 5 năm. Nó nhỉnh chút đỉnh thôi chứ làm gì kèo lệch như vậy. Ông bạn anh khả năng cao là gián điệp rồi lên chửi từ lưa, kéo ăn ti về cho cụ. Thì tao đâu có biết đâu, nó kể anh cái gì đó, thì nghe cái đó thôi chứ giờ đâu có biết nó âm mưu nó là gì đâu mấy em. Vì phản mùa sau, bột phản mùa sau nó đọc cho một mình, rõ ràng, không cần tới mùa sau nó đọc tại chỗ. Anh nghĩ sao về việc Trump nói xó sổ Iran, nếu biết Iran ám sát với anh, chuyện đó bình thường em. Đối với cá tính của cụ là cụ vậy đó. Em phải hiểu cá tính của idol của anh ha. Không có lạ khi mà idol anh nói ra câu đó, nhưng mà xó sổ kiểu gì thì idol anh không có nói nha. Nói chung idol anh nói tới bước đó thì mới biết vậy được rồi. Nghe cho nó sướng tai cho nó đã mắt thôi. Anh nghĩ sao khi Mỹ chưa công nhận mình là kinh tế thị trường anh? Cái chuyện này không cần nghĩ nha. Cái chuyện này phải giải quyết, hiểu không? Khi mà em ra đường làm ăn gặp chuyện này chuyện kia thì mày lo mà giải quyết đi, mày khỏi nằm ở nhà mày nghỉ mày. Đó là người lớn. DC thay gà, thấy gà yếu là thay liền. CH thấy ông phó yếu quá, sao không ai góp ý cho cụ Trùm với anh? Trên đời thì không ai dám góp ý cho cụ Trùm hết mày ơi. Mà nhìn coi nội các của cụ Trùm bây giờ đâu còn ai đâu. Tại sao gọi là tướng cũ không dùng mà dùng toàn là tướng mới không? Đó là cái đó là big problem của idol à. Nói chung idol của anh nó không có được, nói chung idol của anh nó gọi là cái cách chơi của idol của anh nó sao ta, nó hơi sốc sốc mày, nó không có được lòng, nó không có được lòng người đó. Đó, ngay cả những cái vị phó tướng cũ của idol anh rất là giỏi, như cụ Mike Pompeo, nó Mike Pompeo very good, và xong rồi cụ Mike Pence cũng not bad. Anh gì đánh giá cao ông Blinken ngoại trưởng không ạ? Đánh giá cao. Nói chung là chịu thương chịu khó làm mà không phạm sai lầm là đánh giá cao hết mấy. Tại vì cụ Blinken là cụ bay nam bay bắc bay xuôi, sáng chỗ này chiều chỗ kia rồi này nọ, làm rất là ghê gớm em. Nó không vậy đánh giá cao rồi, đâu có sai lầm gì đâu. Ok chưa? Trời ơi, cụ Blinken mà đánh giá cao ba, người Do Thái đó. Cụ Blinken là người Do Thái nha mấy em. À, mới xem clip bác Trump chửi khéo tổng thống Ukraine xong, chửi sao em? Ủa idol anh chửi sao anh chưa biết chuyện đó luôn á. Sức mạnh thật sự của Mỹ là khả năng chi phối đồng đô la đúng không anh? Không. Sức mạnh của Mỹ á là Mỹ tạo ra hắc bạch lưỡng đạo hai đường bú phen. Giới nhà giàu tinh anh á thì qua Mỹ du học, qua Mỹ công tác. Còn giới kia đó, giới tích tặc á thì lôi Mỹ ra bổ hàng ngày. Đó là cái thành công của Mỹ mà không quốc gia nào có thể làm được. Anh uy tín nhắm em luôn. Ví dụ như những quốc gia có thể là thu hút nhân tài nhưng mà không thu hút được trẻ trâu, thì có quốc gia thu hút trẻ trâu không thu hút nhân tài cũng có. Nhưng mà một quốc gia mà thu hút được cả hai đối tượng đó thì chỉ có Mỹ mà thôi. Xin mời các hạ đam, Trump với Harris, ai lên thì đắc cử tốt hơn cho Việt Nam với anh? Mỗi cái nó một kiểu nha. Ông Trump lên thì ông sẽ đánh thuế, ông Trump lên thì bà sẽ đánh thuế, hiểu không? Thấy ông phó tướng Ven mỏ hổm hơn cụ Trump luôn anh, thì đương nhiên vậy mới theo phe em. Nói chung là có những chuyện cụ Trump không tiện chửi mấy em, hiểu không? Đó, thì đưa ông bạn anh ra chửi. Ông bạn anh coi vậy mà làm chốt thí đó tưởng ngon. Không có đâu. Mày thấy ngày trước không, tiền thân của ông bạn anh là công luật sư. Ông luật sư Colorani gì đó, tên khó nhớ của anh cũng chả nhớ. Em biết ông luật sư đó không? Ông luật sư đó là ngày hôm qua, hôm nay là Ven đó. Nói chung cái cặp vợ chồng Ven người ta không, anh thấy cái giới học thuật tinh hoa ở Mỹ nó không có nể. Anh thấy buồn cho ông bạn anh quá. Ông bạn anh đáng lẽ giờ an phận tuổi thừa đi. Đó, an phận tuổi thừa đi. Nói chung á, nếu mà làm phó thì đi hàng gắn. Lại đi hàng gắn giống như cụ Pompeo hồi xưa đó, cụ Pompeo hồi xưa chạy theo hàng gắn thế bà luôn. Chạy theo hàng gắn dữ lắm đó mấy em. Anh nghĩ thế lực nước ngoài có can thiệp bầu cử Mỹ không anh? Dễ gì không? Có là cái chắc. Can thiệp là một chuyện, làm được không là chuyện khác nha mấy em. Ngày xưa ông Trump chơi ghê, ăn chơi ghê lắm, nuôi vàng người mẫu bà vợ mới không ghen cũng hay. Ôi mới ghen gì nổi ổng mày ơi, bà vợ cũng vô bú pham bú tài sản của ổng thôi chứ ghen cái móc xì cô gì. Ủa ông Trump không có lấy được vợ nào ngon không? Nói thẳng luôn á. Nhiều khi các bạn góc nhìn các bạn khác, nhưng mà tôi idol tôi nhìn nhật nó sẽ hai sự việc. Khả năng chơi gái của ông Trump là vô đối, tôi không bàn luận, ok. Nhưng mà nói về ông Trump lấy được vợ ngon tôi không đồng ý. Vậy tha vậy, tại sao tôi có quan điểm đó? Vợ ngon nó phải môn đăng hộ đối mà. Vợ ngon đó là phải ngạo nghễ đi bên người đàn ông, chứ không phải vợ ngon là cái thằng đàn ông nó có quyền nó đạp vợ nó nhả đi đá phò. Duy Nguyễn chưa biết về bà vợ đầu của ông Trump, nhà gia thế lắm, Trump nhờ bên vợ nhiều. Ivana bả định ám sát Trump. Ủa sao kỳ vậy? Ủa gia thế dữ chưa? Vậy thì một thí dụ như tôi không có đam ông, tôi đồng ý ông là vợ đầu là gia thế, tại sao cưới vợ hai cùi vậy? Nếu ông Trump bị ám sát thì thế giới sẽ ra sao anh? Vẫn bình thường chứ sao tăng khí khô gì? Bây giờ anh hỏi mày nha. Bây giờ cụ Trump idol của chúng ta đó thì có uy tín bằng cụ Lincoln không? Có uy tín bằng cụ Lincoln không em? I'm good, thank you. Probably it's all new. With making a lot of women angry.
À, ôi đọc rồi, ví dụ mà nói cây đọc không trái là đọc không con, anh vậy là anh Tây Nguyên chưa coi video của em rồi, cứu em cản không kịp. Ông nói câu đó là ông rất là bậy đó, là ông Phan ông nói câu đó là bậy lắm, ông chà chát hết đâu, ông chửi cha gọi là cha già dân tộc Mỹ luôn chứ mà giỡn đâu, nói câu đó là mất dạy. Nói chung là anh tiếc cho thằng bạn anh nó ăn học cao mà nó chỉ ngu, không phải là ngu một lần mà là ngu nhiều lần. Cái ngu đó phải là vô tình mà cái ngu là ngu cố ý. Từ nay nó giá mấy bằng GD mới có mua không sao kỳ lạ. Nói chung kỳ lắm mà. Nếu mà mình nói ừ Mỹ mua bằng thì nghe sốc sốc đúng không, nhưng mà thật ra có những người bên Mỹ bằng rất là cao mà nó chỉ rất là điên. Thứ nhất là ông bạn anh đó, ông bạn anh trẻ người đâu dạ thì không nói, còn ông kia già hơn xíu 70 tuổi rồi cũng vậy luôn. Ê, không phải idol nha, không phải, anh không bao giờ idol, anh là nói chuyện là cá tính nha, idol nói chuyện là cá tính chứ không phải idol nói anh nói chuyện là cái như ngu ngốc nha. Idol của anh nói chuyện không ngu mà chỉ nó idol nói chuyện sốc và cá tính thôi đó. Còn người hôm nay anh giới thiệu với em là một người nằm một trong cái một cái dòng tộc rất là vĩ đại, đó là gia tộc Kennedy. Mà cái người này hình như là bị gia tộc Kennedy từ luôn hay gì không biết nữa, nghe nói vậy nhưng mà anh cũng không quan tâm lắm, tại vì anh không quan tâm lắm tới ông này. Nhưng mà ông này cũng có những phát biểu rất là đi vào lòng đất luôn. Đố mấy em ông nào? Tờ New York Times tuyên bố tỷ lệ ủng hộ ông Trump và bà Harris gần như ngang nhau, có đó tham khảo thôi, mấy cái bôn xàm mấy cái phun xàm đó tham khảo chơi cho nó vui vậy, nó không chính xác đó. Nói chung là mỗi báo người ta sẽ thống kê một kiểu đó. À, tổng thống Mỹ là đàn bà có khó không anh? Khá khó đây. Đây là một cuộc cách mạng của Mỹ chứ không phải giỡn đâu. Để coi da trắng thượng đẳng bây giờ với da màu nhập cư bên nào ăn mấy em. Đó, bây giờ cụ Trump là da trắng thượng đẳng nha. Bà kia là hậu vệ của da màu nhập cư. Đó, để coi đấu với bên nào ăn. Năm Obama lên, chắc bên Red cay lắm khi có người da màu đầu tiên phải không anh Duy? Ở Mỹ phân biệt chủng tộc chúa nên mới chắc ông Trump lên. Sai, sai, câu này hoàn toàn sai. Ở Mỹ phân biệt chủng tộc có không có, nhưng không có chúa. Nhưng mà những thằng đang gọi là những thằng đang lên án cái đó đa phần nó là chủ bởi thuyết âm mưu đó nha, đúng không? Bây giờ con vợ chết thì phải điều tra thân chồng trước. Vậy em hiểu gì về phân biệt chủng tộc? Chứ nãy giờ tôi thấy tụi bay phân biệt chủng tộc cũng hơi bị dữ rồi đó. Hồi nãy có thằng kia comment một câu là cũng phân biệt chủng tộc đó men, nó comment chữ Tây Long, đúng không? Các bạn ở đây không hiểu gì về phân biệt chủng tộc mà chỉ biết cái mỏ của mình thôi. That's why they say that Democrat Party is bidding, is betting on to against the US history about racism and sexism. It's so tricky, isn't it? Tức là đó là lý do tại sao mà bên bên dân chủ nói là họ đang chiến đấu để chống lại lịch sử phân biệt chủng tộc và giới tính. Nói chung đó tốt, nói chung cái đó tốt đi. Cái chuyện mà xóa bỏ giai cấp, đấu tranh cho người cô thế, công bằng xã hội đó là tốt. Đó là một cái điều rất được của Mỹ. Ủa lộn, rất được của bên đen, rất được của bên đen nha mẹ. Thật ra cũng phân biệt giàu nghèo, phân biệt giàu nghèo là dùng miền nè, chủng tộc nè, giới tính đầu đầy. Bây giờ mẹ cưới con gái người ta về bắt đẻ không, cái đó chắc không có phân biệt đâu ha. Cái đó là phân biệt ông có nội luôn á, chứ đó không phân biệt. Người ta phân biệt bằng lời nói, còn tụi mày phân biệt trong hành động luôn. Mấy con nhỏ mệt thế mẹ luôn cũng ráng đè ra đạp cho được nữa, thì cái đó có phân biệt không? Bởi vì khi mà trong đầu các em còn cái tư duy mọi rợ thì các em đừng có nói chữ phân biệt chủng tộc, nghe nó mắc cỡ. Trên đời nó có nhiều loại phân biệt lắm, mà các em đang nặng nhất là phân biệt giới tính. Mấy em nói câu đàn bà đái qua khỏi ngọn cỏ, cái đó có phân biệt không? Cái đó có phân biệt không mấy em? Anh ơi, thấy giữa ông Tập với ông Trump thì anh nghĩ ai hơn? Đương nhiên là ông Tập hơn nhiều rồi em. Ông Trump bây giờ ông đang chạy vậy hồ sơ khổ thế bà luôn, hơn được cái ai? Mặc dù idol của anh mà anh cũng thấy xót lòng vậy. Nó câu trả lời của anh được 10 điểm không mấy em? Tư duy đó giờ cũng đỡ rồi ạ. Thì đỡ ở đâu thôi, những thành thị lớn nó còn đỡ, còn ở nông thôn nó còn nặng lắm em. Đàn ông trụ cột là truyền thống, đàn bà trụ cột thì nhục nam nhi, gia đình không bền. Á đù, á đù, ai đẻ mày ra, ai đẻ mày ra mà trụ dưới cột. Thời Obama kinh tế Mỹ đúng nát, giờ này bà này lên cũng y chang Black Lives No Matter. Má, thời ông Obama kinh tế mà đúng nát ở đâu ra vậy má? Mày dìm hạng Obama quá mày. Thời đó Mỹ mới trải qua suy thoái, thế giới mới trải qua suy thoái. Ông Obama ông lụm năm 2008 là năm khổ nhất rồi, ông trả cho ông Trump năm 2016 là ngon rồi mày. Mày tối ngày nhìn nhận sự việc gọi là nó thiếu khách quan, mà nó mang tính chất tư thù cá nhân quá. Hiền Nguyễn ơi, mày ăn ăn cơm của đem mà tối ngày đi phò ma rep mà chơi với ai chơi mày? Nếu đại ca Trump nếu đại ca Trump vẫn tiếp tục lên TV thì mới là đẹp, làm gì có ông cắt. Ông đó chủ nghĩa cá nhân lắm, ông không chơi với nó đâu. Em phải hiểu là tánh của idol mình là chủ nghĩa cá nhân nha, chủ nghĩa cá nhân chứ không phải là chủ nghĩa quốc tế đại đồng đâu. Trước anh Duy ủng hộ Nikki Haley ra tranh cử của rap mà không thành thực thì sẽ có trận debate giữa hai con mọi đen Ấn Độ rồi mày. Nó nói chuyện mà rất là kỳ thị luôn á mày, mày nói vậy vậy mày dùng từ hai con mọi đen Ấn Độ là gì, nói chuyện kỹ mày. Mày nói chuyện vậy chuẩn bị nộp phạt nha. Nó con thằng nó nói chuyện đụng chạm ngoại giao chuẩn bị bế lên rồi kìa, ăn là ngu ngủ mấy báo hết báo luôn rồi đó. Thiệt, ở bên Mỹ thì có ông Van báo ông Trump, còn ở Việt Nam có ông đóng tích tặc nó báo, xong ngày mai lãnh sự quán Ấn Độ lên hỏi what do you mean, đồ lúc đó mày ra mày đỡ nha. Trong khi Ấn Độ là đối tác chiến lược của Việt Nam đó mà,
Ấn Độ Việt Nam là gì? Là tầm hợp tác cao nhất. Mẹ giỡn đi con, mày có mấy cái mạng. Ông Trump mà giờ đổi thành GDFan và thành Nikki Haley thì đẹp. Nhưng mà khổ một cái, bà Nikki bà không chịu ông này, bà không thèm làm phó cho ông này, mà ông này cũng gửi thư rồi. Ông này lúc đó là ông idol của anh là dẹp đi cái tự ái cá nhân rồi gửi thư rồi, bà không chịu, nói thôi, tôi còn trẻ tôi chờ được. À, Trùm chiến này chọn Ven có hai khả năng, một như Tần Thủy Hoàng chọn Vương Tiễn. Bậy bậy bậy, mày so không có đúng chỗ nào á, mày so không có đúng chỗ nào á Ryan ơi. Tự nhiên Tần Thủy Hoàng, mày Tần Thủy Hoàng Vương Tiễn mày so cái liên minh này không có được. Trùm chọn Ven tớ đi vào đồng đất mẹ. À, giờ Jack News toàn là GD Vance có các bình luận coi thường phụ nữ, nhìn mặt phó tướng thấy lo cho cụ. Mà cái khổ khổ một cái á, má con vợ lên nịnh thằng chồng mới đau chứ. Má con vợ không biết quan điểm vợ chỗ nào luôn. Con vợ thằng bạn nó bậy lắm mấy em. Tao nói thiệt, nó bậy giả mang luôn đó mày á. Chứ mày sống mày cũng chung là hào môn mà sao kỳ với mày. Anh khuyên vợ chồng hoài à, mày ơi bạn anh mà. Nhiều khi mấy em kêu thấy nói chuyện mày tao nhưng mà bằng tuổi bạn bè mấy em. Vợ Ấn Độ á, vợ là người Ấn Độ. Vợ Ấn Độ mà không binh người Ấn Độ, mà vợ là phụ nữ cũng không binh người phụ nữ đi binh chồng. Xuất giá tòng phu anh ơi, không binh chồng thì binh ai? Đó 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 đó, mẹ cái mày thấy vậy mày kỳ thị dữ chưa? Ủa mất cái cớ gì mà xuất giá tòng phu? Xin lỗi anh nghe, con nhỏ bạn anh nhà nó giàu, thằng bạn anh đó, nó là hào môn đó mày. Thằng bạn anh là nghèo khổ đi lên đó, nó qua nó bớ trúng nhỏ này chắc được mớ tiền mà xuất giá tòng phu đồ nói bậy không. Vậy đổi thành Lý Tư với Bách Khai được không anh? Lý Tư Bách Khai đổ chung tim đâu em. Má lần thằng Lý Tư là đem hồ sơ bằng đại học tới xin việc, còn Bách Khai chơi từ nhỏ được làm thừa tướng vậy thôi. Thật ra mình đang thấy Mr. Vance đang giúp Miss Harris thì đúng rồi đó. Thì rõ ràng chứ, bây giờ ông là phe ông Trump thì phải giúp ông Trump chứ, phe ông Trump không giúp đối thủ sao được. Tự nhiên cái ông này giống như ông búp cho bà kia lên spotlight vậy đó. Tụi bà kia đang lên rồi, ông này còn lên chọt chơi lên nữa. Để Biden lại thì cụ Trump ngon rồi thì đó. Nó chọc quá, cụ giận cụ nghỉ chơi luôn. Tương lai nước Mỹ có gì có party thứ ba không anh? Ở bên Mỹ giờ chắc phải 300 cái party đó em. Bên Mỹ đó, bên Mỹ bây giờ phải là 300 cái party đó. Cụ Trump không làm tổng thống thì ổng làm gì với anh? Làm dân nghe. Một làm dân, hai làm tù nhân nghe. Làm rể nhà hào môn không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Làm sao nhá Lâm chia sẻ nha Lâm. Anh có nghi thiết âm mưu nào để cài Ben qua hại ông Trump quá anh ơi. Nhưng mà khổ cái ông Trump chọn Ben chứ không phải là người ta dẫn ông vô. Vì à, ông Biden bị lẫn, ông Trump đỡ một đối thủ mà. Ông Biden mà rút nghỉ đó thì ông Trump gặp đối thủ cao hơn ông Biden. Đó giờ tạm thời cho một phút sai chính tả cho Trump. Lúc trước người Mỹ lo President Biden quá già sau làm việc, bây giờ thì giữa Mr. Trump và Mr. Harris ai trẻ hơn ai thì cái đó là cái nguyện của ông Trump rồi. Ông Trump đuổi cái ông già hơn để đổi ra những đối thủ quá trẻ. Cá nhân em thích ông Trump lên vì ổng quyết đoán và uy quyền xứng vị thế số 1 của Mỹ. Rồi ok, ông Trump lên đó là mày nói thôi, ông quốc cho mày hai cái. Thí dụ như cụ Trump lên quốc cho mày hai cái thì các em nghĩ thế nào nha? Thứ nhất, cái thứ nhất là ảnh hưởng tới người Việt Nam bên Mỹ. Cái thứ hai là ảnh hưởng tới người Việt Nam bên Việt Nam. Ví dụ thôi, tới giới cá tính của cụ là anh nghi lắm. Anh nói cái này anh không có bằng chứng nhưng mà giới cá tính của cụ là anh nghi lắm nha mấy em. Thứ nhất ở bên Mỹ là chơi ra cái luật nhà nè mấy em. Con không được bảo lãnh cha mẹ. Chỉ có vợ bảo lãnh chồng và cha mẹ bảo lãnh con không được bảo lãnh cha mẹ. Đó là cú thứ nhất. Cái cú này bảo đảm là người Việt Nam bên Mỹ là xỉn liền, xỉu tại chỗ. Đó. Còn thí dụ như ông Trump lên á thì ổng sẽ đánh thuế Trung Quốc là cái chắc. Khỏi bàn cãi, đánh nữa nha mấy em. Em nghĩ cụ Trump có tha cho thuế của em không? Nói cái nào nói chứ, chén cơm là tối thượng mấy em. Quan điểm anh là vậy đó. Sao cũng được, chén cơm là tối thượng. Tổng thống nữ đầu tiên của Mỹ, anh nghĩ sao? Tuyệt vời. Cái đó là người Mỹ họ là gì? Họ chiến thắng bản thân họ đó. Và đó là cái cú tát xiển nhiễn cho cái phe da trắng thượng đẳng. Nói chung là da trắng thượng đẳng là anh không giờ đồng ý nha bạn. Nói chung là dân tộc nào mà có yếu tố thượng đẳng đó là anh đều không đồng ý hết. Đó là mang tính chất cực đoan. Còn nếu mà Mỹ chấp nhận được một nữ tổng thống, bà nào cũng được cả, thì đó là sự chiến thắng cho cả người Mỹ. Người Mỹ một lần nữa, họ đã vượt qua được gọi là chính bản thân họ để bước cao hơn một chút xíu trên cái bậc thang của sự văn minh. Câu trả lời cái vừa rồi của anh mấy điểm. Anh là người đàn ông, nhưng mà anh rất ủng hộ phụ nữ. Anh ủng hộ sự công bằng của xã hội. Một cái xã hội không có sự công bằng thì bản thân nó không thể nào tồn tại một cách lâu dài và bền vững. Mấy anh thấy nói chuyện giống triết gia chưa? Anh Duy nghĩ sao về cuộc gặp của Mỹ và Israel ở Nhà Trắng? Nó có hai cuộc gặp ấy, một cái gặp ở Nhà Trắng, một cái gặp nhậm trinh nữa. Thì nói chung là bây giờ là phe đem cầm quyền ấy, thì mối tình giữa đem với Israel nó chỉ dừng lại chỗ đó thôi. Vẫn ủng hộ Israel nhưng mà sẽ cản bước Israel là vậy đó. Nói chung là cụ Trump thì chơi khô máu với Israel luôn, thì đó là vấn đề vậy thôi. Thì bây giờ là ông Netanyahu cũng qua bên Nhà Trắng đó,
ông phát biểu trước lưỡng viện Hoa Kỳ á, thì nói chung là một cái kết quả đó không được thành công, nó thất bại đó. Thì bây giờ ông chạy qua ông Trump lobby trước, để sau này lỡ ông Trump ăn cái là kể như vô kèo nha, đời nó vậy thôi. Vì theo thống kê số lượng con tin bên Hamas nắm còn có 115, Israel nên bụp rồi lấy cục đất luôn cho xong chuyện đó, ok không anh? Đó Liên Hợp Quốc nó đập cho thấy mẹ, sao rồi lấy cục đất tao được mày. Trong thời buổi bây giờ chiếm đất là sai hoàn toàn, cốc cần biết mày chiếm gì lý do gì. Bây giờ thí dụ như cái kèo của Israel mà chơi cho hợp pháp đó mấy em, là Israel qua bên kia quýnh xanh cỏ bên kia luôn, rồi xong rồi Israel rút quân về đi kêu báo công an vô giải quyết đó, đó là hợp lý. Còn nếu mà Israel đứng đó luôn là Israel sai, hiểu chưa? Nói chuyện nó không có luật đàng hoàng các bạn. Ở đây tôi nói chuyện tình cảm nha, ở đây Duy Nguyễn không giờ nói chuyện tình cảm mà ngu ngốc hết, nó nói chuyện là phải có luật quốc tế ban giao cỡ rồi, phải như Tô Tần với Trương Nghi rồi mới được mấy em. Biết Tô Tần với Trương Nghi không? Vì Houthi có ai đang bảo kê hay sao anh, tàu nào cũng qua dứt hết thì rõ ràng chứ, chuyện nó rõ như ban ngày. Tại em ngây thơ em không biết thôi chứ, nói chung bàn cái chuyện ban giao quốc tế là phải có cái tầm em, phải có gọi là kiến thức nền nữa. Houthi sợ Mỹ không anh? Không, Houthi không sợ ai hết. Houthi mà ngay cả người dân khổ Houthi còn không sợ thì mình nghĩ Houthi sợ ai? Nó là một cái tổ chức mà người dân sợ khổ không sợ thì họ sẽ không sợ gì cả. Nên gọi là đi đàm phán cái tổ chức nó khá là căng. Tại không có gì ra để đàm phán hết á, chỉ có cơm áo gạo tiền thôi chứ không có gì đó. Vậy anh nghĩ Yemen không còn quyền kiểm soát đất nước mà thuộc về quân đội, chả có đứa nào còn quyền kiểm soát kìa. Bạn em nghĩ sao giờ Yemen còn em? Bây giờ anh nghĩ Somali còn không? Em nghĩ cái Palestine còn không? Ngây thơ dữ. Anh nghĩ quân sự Trung Quốc có qua mặt được Mỹ không anh? Qua con mắt mày bú đá vừa thôi. Quân sự Trung Quốc còn chưa qua được Nga nữa, qua Mỹ. Technology toàn nhập không. Bây giờ bao nhiêu bạn ở đây tin lượng G20 ăn lượng su ba lông? Bao nhiêu bạn tin chuyện đó? Tôi không biết, tôi hỏi chơi thôi nha. Quân sự tôi không rành mọi người. Giờ Ukraine vào thế rồi, tiến lùi đều không xong. Ai cũng vô thế, Nga cũng vô thế luôn. Bây giờ Nga với Ukraine đều vô thế hết mấy em. Còn mấy em nói chỉ còn mình Ukraine vô thế thôi thì nó không công bằng cho đại cuộc đó. Trong cuộc chơi là hai bên đánh nhau là vô thế hết rồi. Thế gài thế. Nga có thêm được cục đất chọi chim anh ơi, có thêm cục đất chỗ chim mà tô mì tôm đá bay 10 miếng thịt bò. Trời ơi, thời buổi này còn đất chỗ chim nữa. Mấy em phải coi Xuân Thu Chiến Quốc mấy em mới hiểu. Cái chuyện có được một thành đó là chuyện nhỏ, mà cái chuyện có giữ được cái thành đó không là chuyện lớn. Mà lấy một cái thành đó mất cái gì mới là chuyện để tính nữa kìa. Trời đất ơi, phim tàu cũng luyện vô đây bàn sửa tàu. Phải luyện phim tàu vậy mấy em. Đó, Xuân Thu Chiến Quốc đồ, Tam Quốc Chí đồ, hiểu không? G20 đỉnh hơn Su-35 đáp hạ cánh trên mà hàng không mẫu hạm được. G20 thì an toàn hơn, cất cánh được nhưng không đáp được để cho an toàn. Chính xác. Vì dân Nga phải qua Việt Nam ở nhiều và nhiều năm, có phải giàu không anh? Hên xui nha. Xuân Thu cùng là trùng thời với Chúa Giê-xu với non. Xuân Thu thời trước nè. Xuân Thu là BC. Anh nghĩ sao về chiêu quăng bong bóng rác của Triều Tiên làm Hàn Quốc khốn đốn? Tà vãi. Chiêu nó tà vãi nè. Giả sử nếu Duy Nguyễn là Putin thì Duy Nguyễn có đánh Ukraine không? Trong câu này có hai vấn đề phải trả lời. Mày giả sử ác quá mày. Anh Duy Nguyễn chơi là thằng cò con thôi mà giả sử kiểu đó ai dám trả lời. Rồi còn cái bản tính của Duy Nguyễn á, là hiền lương và thục đức các bạn. Quan quan chi kiêu tại hạ chi châu yếu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Nên không có chủ trương đánh lộn mà cũng chả dám đánh ai. Vì ông Trump có điên mới đi giải quyết với Nga bằng quân sự, kêu Ukraine nên học lại lịch sử. Thì đó là quan điểm của ông Trump, không có gì để đàm luôn. Nếu mà ông Trump nói câu đó thì đó là quan điểm của ông Trump. Trùm lên chắc bắt bên kia ký hòa là xong. Nằm mơ. Ông Trùm mày quyền cao quá. Ông lên bắt ký hòa là xong. Nói chuyện nghe đơn giản quá em. Số tiền Mỹ S cho Ukraine chứ là tiền lẻ, mà lại còn cho corporation của Mỹ nữa. Đối với việc Ukraine thua, tiền lẻ đó xấu, đỏ sàn New York bay cả trăm cả ngàn tỷ đô như chơi. Triều Tiên hôm nay thả bịch rác, nổ văn phòng chính phủ với trái nhà dân luôn anh. Giờ liên quan tới an ninh rồi, vậy để cho Hàn Quốc lo mấy em. Alaska của Nga bán cho Mỹ anh, yes, chứ không phải cho không nha mấy em. Em không thích bọn Tây Long, nhưng mà em không hiểu sao người Việt mình khôn lỗi với anh, ủng hộ Nga xâm lược Ukraine xong bây giờ cây cú chữa là đâu rắp thôi. Mấy cái chuyện ngoại giao đó thì nó nhức đầu, em hiểu không? Làm ăn đi, làm ăn kiếm tiền đi nó. Rồi mình hiểu sự việc đúng cách. Còn mấy cái ngoại giao phe phái đó thôi, nhìn vậy phải vậy đâu em ơi. Nhiều khi nghe thấy viết tiếng Việt chắc gì là người Việt, đúng không? Thời buổi này gián điệp đông như quân Nguyên, nhỏ nào nó yêu mình cũng để đó tính tiếp. Nó yêu mình đã phải yêu bằng hành động chứ không phải yêu bằng cái mỏ, đúng không? Nên bây giờ thông qua sự kiện của ông Vance, em có tin rằng ông Vance này là phe ông Trump không? Phe thì phải cứu idol, phe tối ăn hại idol, một ngày ra mưu ai đỡ nổi. Duy Nguyễn thấy đế chế La Mã và đế chế Mông Cổ có thông tin La Mã. Mông Cổ tuổi tôm. Mông Cổ có gì mà đế chế không? Đế chế nghe cho nó vui tay thôi. Một bộ lạc đi cướp bóc này nọ kia, độc ác tàn nhẫn,
không để lại giá trị cho đời hết. Ít ra La Mã còn để lại Colosseum cho giờ đi coi, nội chừng đó là được rồi, chưa kể tới mấy vấn đề khác. Đó, về tất cả những gì ảnh hưởng những cái di sản của nhân loại văn minh ngày hôm nay, đa phần là từ La Mã như là đúng nhận mà sai khỏi cãi luôn. Cãi gì nữa cãi, bây giờ đem Mông Cổ ra so. Anh nghĩ giữa Hàn với Nhật đi nước nào, cả hai đều tốt đấy. Ngày trước thì Nhật tốt hơn, nhưng mà giờ tiền Nhật nó mất giá nên Hàn nó bằng giá luôn rồi. Chiến tranh Nga và Ukraine sẽ sớm kết thúc muộn hay thôi, nếu cái quân Ukraine được lật được kèo trong năm tới thì Ukraine sẽ thắng không thua. Không, mà thắng thua là gì, thời buổi này đừng thắng thua. Mấy em nghe em phân tích cái kèo Nga và Ukraine cho nó cân kèo nè mấy, cho nó cân kèo nè, đó, cho nó lấy được quyền lợi của cả hai bên luôn. Dạ nghe ha, rồi nghe lặng dày. Thí dụ như bây giờ một cái nguyên nhân mà Nga quýnh Ukraine đó là tại khu miền Đông, tức là Nga cáo buộc là Ukraine ăn hiếp cư dân miền Đông, thì cái chuyện đó cũng không biết đúng hay là sai, chuyện đó để qua bên đi giờ dày. Thì bây giờ theo anh á, thì bằng cách nào đó Ukraine nên xin Mỹ tiền để gọi là Ukraine đền bù giải tỏa khu miền Đông đó theo giá gấp đôi thị trường, để cho những người miền Đông đó người ta cầm tiền người ta về Ukraine, người ta sống cho người ta an toàn, người ta không có bị Ukraine ăn hiếp nữa. Nó và ngược lại á, thì Ukraine cũng không cần phải quan tâm tới khu đó khi mà họ không thuộc về mình. Nó là vậy đi cho văn minh mẹ. Rồi xong rồi chiến tranh đó thì nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, đừng đánh lộn nữa, vậy được rồi. Theo em nghĩ vậy được không? Nhớ cái điểm mấu chốt của anh đó là đền bù giá gấp đôi thị trường nha. Chứ mình đó mà đền bù giá thị trường thì còn gì để nói, đền bù phải gấp đôi mới được. Thắng hay thua thì người lính hai bên cũng đã đai nhiều. Thì đúng rồi, đai nhiều thì cái chuyện đai rồi để không cứu vãn được nha. Bây giờ cứu vãn cho người sống nha. Nga sau cú này chấp nhận tự lực tự cường nhưng hạ được uy tín của Mỹ và một số nước EU anh nhỉ. Ủa mày định nghĩa cho tao cái chữ tự lực tự cường coi. Ủa sống bây giờ cái chữ tự lực tự cường đừng cực đoan nha mày. Túm lại vì UKA là để chỗ đảng Dân Chủ nó rửa tiền, khi nào ông Trump lên với Nga là UKA im ru. Đáng lẽ tính cho nó 5 phút rồi đó, nhưng mà thôi nó có câu sau nó cũng được, cho nó có đầu 1 phút thôi tốt. Bây giờ mày nói chỗ UKA là chỗ để cho đảng Dân Chủ rửa tiền thì tao đâu có gì đâu tao đam. Cho 1 phút mẹ cho rồi đam gì nữa. Cái đầu óc đó là không thể đam nghe. Anh nghĩ sao về tiểu bang Ohio? Đồ tiểu bang Ohio giờ có hai ông mỏ hổng quá anh đau đầu của em ơi. Tiểu bang Ohio đi rồi, nó cũng bình thường nghe. Nó nếu mà nói tiểu bang Ohio là tiểu bang đẹp thì anh chưa thấy độ đẹp. Tiểu bang Ohio quá thì nói chung thì nó có thành phố Cleveland đó. Cleveland, thành phố đó anh đi, nói chung là thành phố ngoài biển hồ. Thật ra Texas của anh á, nếu mà thành phố Texas của anh mà tiểu bang Texas của anh mà nó không có cái bờ Tây á, nó cũng chả đẹp luôn. Texas nó nhờ có biển và nó nhờ có bờ Tây thì đâm ra nó đẹp, chứ còn không mà thua. Tại vì Texas mà tới mấy thành phố lớn chả có khí khô gì. Thí dụ như thành phố Dallas nè, thành phố Houston nè, thành phố Austin nè, rồi thành phố gì Alamo quên rồi ta, San Antonio, tức là bốn thành phố lớn của Texas thì không gì đẹp hết. Anh là cái gì đó cái đó nha mấy em. Ohio nổi tiếng súng ống anh ơi. Thôi mẹ súng ống mày đấu với Texas hả mày. Thôi bớt giỡn đi ba. Bang nào của Mỹ anh thấy ok nhất? Texas of course. Houston và San Diego thì chỗ nào đáng sống hơn anh? Houston, San Diego đó là thành phố của Cali, mức sống nó cao. Sống bên đó ví dụ như em nghèo em sống. Nói chung nó cũng có hai thái cực luôn. Em nghèo em sống ở Cali cũng được, mà em giàu em sống ở Cali cũng được, mà em nằm giữa là em sống ở Cali em chết. Em hiểu không? Tức là nghèo thì ở Cali để bú phem, còn giàu thì ở Cali để xài tiền. Còn mà cái ngữ mà nằm ở giữa là ở Cali là chết. Nói chung thì mấy nói về cuộc sống Mỹ anh cũng rành lắm nha. Tại anh không có đi vô mấy đề tài mà mấy kinh cuộc sống Mỹ nó làm thôi. Mẹ cuộc sống Mỹ làm tối ngày ăn đi quay homeless không? Có ngày nọ nó khùng lên nó đập cho. Thì nó là kỳ thị châu Á. Nói chung giờ Cali phân trung lưu không được, chỉ có giàu và nghèo thôi. Mỹ xả rác nhiều, anh nghĩ sao? Nói chung Mỹ nó xả rác nhiều hay không anh không biết. Nhưng mà ở bên Mỹ có luật xả rác. Còn em dựa vào đâu em nói Mỹ xả rác nhiều thì em phải cho anh thêm cái dẫn chứng cụ thể. Anh duy nó đúng, Houston nhà đất nó rẻ hơn là San Diego. Sao ông đúng được? Trời ơi, anh sống cả hai thành phố rồi mới nói sai em. Đâu phải ngồi đây chém gió đâu trời. Anh ơi, tướng Lục Tốn giỏi không anh? Giỏi sao không giỏi mày? Mày hốt Lưu Bị về với Chúa luôn, họ giỏi không? Nhưng sao Lục Tốn không được trọng dụng sau khi thắng Lưu Bị ạ? À, má tại đứa báo quá sao thắng? Ủa lộn không, nó báo quá sao trọng dụng được em? Ta kêu quýnh cho thua thôi, má quýnh cho ông kia chết luôn. Không được, nói chung là cãi lời ngôn tôn quyền mấy em. Lão Mông với Lục Tốn hai như nhau luôn á. Tư thù cá nhân, mượn việc công mà làm việc tư là không được mấy em. Có người phân tích nếu xét chính sử thì Gia Cát Lượng không có cửa so với Lã Bất Duy. Lã Bất Duy dân làm ăn đầu tư lời, ông Gia Cát Lượng ông làm mướn sao so ba. Ủa Gia Cát Lượng làm mướn hiến kế vậy thôi, đi so với Lã Bất Duy. Ủa Lã Bất Duy phải so với Lã Trĩ. Chứ Lã Bất Duy so Gia Cát Lượng so khập khiễng. Nhưng mà cả Lã Mông Lục Tốn đều không có ý gì là tướng thì phải đánh trận và chiến thắng chứ ạ. À, chiến thắng nhưng mà mày thả được sống đi, mày giết hết ta sống gì. Nói chung là thả cho Quang Vũ sống mà đúng, lấy được thành Kinh Châu rồi thôi thả cho Quang Vũ về. Còn mày chặn đường Quang Vũ, dứt Quang Vũ luôn, đó là chơi mất dạy. Cái đó là tạo nghiệp cho Đông Ngô, chém thằng đó là đúng. Nó thiệt, thằng đó nó biết luật, nó phạm luật chứ không phải nó không biết.
trước khi đi ông Tôn Quyền đã dặn rồi, quýnh xã giao thôi, lấy được thành Kinh Châu rồi rút. Đó, mà nó cãi lời Tôn Quyền đi trôi tri cùng đuổi tận, nó quất Lã Mông, tại Lã Mông chửi ngay đồ, chửi sếp đó, nó tức, nó hận Lã Mông em. Ủa lộn, Lã Mông nó hận Tôn, nó hận Quang Vũ, nào đúng thôi à. Mình nhận xét sự việc nó khách quan mà em. À, vì vua Quang Trung mà không mất sớm thì thiên triều chúng nó biết thế nào là đại việt rồi đó ạ. À, không có này thông tin đâu em. Về lực nước của Việt Nam đó không thể nào mà quốc thiên triều nổi đâu ha. Nói chung là nói cho vui thôi, tức là di nguyện của cụ vậy thì biết vậy thôi. Chứ còn mình phải biết thực tế chút đỉnh cho ông nội. Ông vừa phải thôi rồi mày đầu quốc thiên triều luôn hả? Người ta nói Trần Hưng Đạo giỏi hơn Quang Vũ đúng hay sai? Đúng chứ sao sai được má. Mà Quang Vũ thủ được có thành Kinh Châu thôi, tiết công Trần Hưng Đạo của mình là gọi là ba lần đánh thắng quân Ngưu Mông, so gì. Nói chung nhiều khi Quang Vũ dựng thành phim mà mấy em vô mấy em này nọ thôi, chứ mấy em hiểu về bản chất. Quang Vũ chỉ là tướng trận thôi hết, mưu lược thì chả có gì ghê, chỉ có thấy cái mưu được chút xíu là dùng sách cổ, lấy nước sông Du Cấm gì, lấy nước sông mà dứt Du Cấm, mà nói chung Du Cấm chết đó là Du Cấm ngu, tại trong lịch sử Trung Quốc á, Du Cấm không có đi học, rất là nhiều cái trận dùng thủy rồi, mẹ ông đi ngang sông là ông coi chừng người ta đắp đập ở trên đó, cái chuyện đó đơn giản mà ông không biết được, thôi ông được cầm tướng, ngay cả Di Nguyễn cũng biết được chuyện đó mà. Đó, binh thư là rất là nhiều vị mà dùng nước dìm sông, dìm người rồi, rất là nhiều người làm chuyện đó là hiểu không? Không có biết là Bạch Khởi đã dùng Yên Thủy mà dìm chết Yên Thành hay sao. Đó là một trận cổ khá là hay. Rồi sau này Hàn Tín bắt trước lại chơi Long Thương đồ các kiểu cũng bằng đó luôn. Anh có nghĩ Quang Trung là Lữ Bố của Việt Nam không ạ? À? Mẹ sao ngu tắt đầu nguyện giờ. Tự nhiên Lữ Bố là tướng trận, Quang Trung là hoàng đế. Tao nói rồi tụi bay đã ngu đã dốt rồi, đừng bao giờ đem Việt Nam vô so giùm tao, cảm ơn luôn thiệt. Báo quá báo, so không cân kèo gì hết mấy em. Đúng không? Thí dụ như muốn so Quang Trung phải so Lý Thế Dân. Tự nhiên mẹ Lữ Bố có cái thành dưỡng nổi nữa thì sao? Lữ Bố được trận ăn rùa Tào Tháo mà rốt cuộc không có giúp Tào Tháo được, để Tào Tháo chạy về củng cố lực lượng sau Tào Tháo giúp ngược lại, mẹ thua luôn ông nội ơi ông nội. Thí dụ như em so Lữ Bố với cỡ như giả tượng bên mình hay là gì, ai ngồi ngoài đường mà bị đâm vô đùi quên rồi ta, à Phạm Ngũ Lão, chính xác nha. Quang Vũ phải hữu dũng vô mưu không anh? Em thấy Quang Vũ đánh trận thì biết suy nghĩ hơn Trương Phi, biết dùng nước nhấn chìm bạn Đức. Trời ơi trời, dùng nước nhấn chìm Du Cấm má. Rồi xong rồi không Trương Phi vậy em chưa coi rồi. Má Trương Phi giả chết uống rượu say đầu vụ đường cha kia mà Nghiêm Nhang mà biết chưa? Không, Trương Phi cũng ghê lắm á. Mà thực tế ra Trương Phi là kể như về mặt là tình cảm cảm xúc và văn chương hay hơn Quang Vũ nha. Trương Phi làm văn làm thơ đồ ghê lắm ông nội. Còn nói chung á thì hữu dũng vô mưu á thì nói chung anh cũng không có bao giờ đánh giá cao một vị tướng bắt phải vừa mưu vừa dũng. Nói chung là tướng thì nói chung là nghe quân sư dạy gì làm đó được rồi, thấy không? Mà chỉ có điều á là kể với ông Quang Vũ, ông Tào Lâm, ông làm theo lời quân sư mới thua thôi. Tào Tháo cũng ít nghe lời quân sư anh Duy, tại bản thân Tào Tháo là quân sư đó, mày khùng quá mày. Còn mấy anh kia võ tướng, Tào Tháo bản chất Tào Tháo là quân sư chứ lại gì. Trong chính sử Tây Nguyên, Trương Phi cũng khá ok, cũng có những mưu lược chứ không phải nóng khùng như trong chém gió. Còn Quang Vũ thì bản nào cũng phế như nhau. Quang Vũ chém năm tướng tới khi gặp Hạ Hầu Đôn đánh mấy hiệp không lại Hạ Hầu Đôn đó anh, không ăn chứ sao không lại, tại đang quýnh giữa chừng quỷ kia nó chạy ra nó kêu dừng thôi, chứ đánh chừng nửa ngày thì chắc cũng phân được thắng bại. Không mà nói chung quan điểm cá nhân của anh vẫn nghĩ là Quang Vũ vẫn trên Hạ Hầu Đôn một chút, nhưng mà tại quýnh ngắn quá chưa ăn được thôi, quýnh phải lâu một chút nữa. Về võ công của Quang Vũ thì chúng ta không có nghi ngờ mấy em. Phụ nữ như điêu thiền có nguy hiểm không anh? Vừa đẹp vừa nham hiểm. Điêu thiền mà nham hiểm gì? Mày xuyên tạc điêu thiền một phút. Má điêu thiền mà nham hiểm. Điêu thiền ta đẹp ta ngây thơ muốn chết luôn, nham hiểm vậy? Hình tượng Quang Vũ được xây dựng để trị dân đúng không anh? Anh không có nghĩ cao và sâu vậy đâu em. Tướng Hạng Vũ là văn võ song toàn. Thời năm 80 mình đã xem qua phim này và tìm hiểu. Ok chứ ok.